Với việc ghi nhận 4 ca bệnh COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, và đáng lo ngại hơn là không thể xác định được nguồn lây, cho thấy tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng phức tạp. Trước diễn biến mới này, chiều nay, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của tỉnh đã tổ chức họp để đánh giá các nguy cơ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, qua đó triển khai các giải pháp phòng chống COVID-19 trong giai đoạn mới. Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, chủ trì cuộc họp. Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh chiều nay, Sở Y tế cho biết, đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận 26 ca COVID-19 là những ca từ nước ngoài trở về và được cách ly ngay khi nhập cảnh, nên không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện 8 trên 26 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện, 18 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa, trong tình trạng sức khỏe ổn định. Toàn tỉnh hiện còn 1.696 trường hợp đang được cách ly y tế tập trung tại các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh. Nhận định về công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới, nhất là khi Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, Sở Y tế khẳng định đây là giai đoạn tỉnh phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Đồng tình với ý kiến của Sở Y tế, các sở ngành và các địa phương đều cho rằng cần đặc biệt chú trọng kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh, đặc biệt là từ các quốc gia có tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó có Trung Quốc. Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, yêu cầu các sở ngành địa phương không được lơ là chủ quan, nhưng cũng phải thực sự bình tĩnh trong ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương kích hoạt hệ thống phòng chống dịch COVID-19 ngay từ hôm nay, 27 tháng 7, bao gồm các biện pháp như tăng cường tuyên truyền về phòng chống dịch, vận động người dân hạn chế đến nơi đông người, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Các cơ quan đơn vị phải trang bị nước rửa tay cho cán bộ, nhân viên và khách đến giao dịch thủ tục hành chính. Ông Trần Văn Tuấn cũng yêu cầu các địa phương rà soát kiểm soát chặt chẽ những người đã đi và về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ ngày 15 tháng 7 đến nay và yêu cầu những trường hợp này phải khai báo y tế. Lãnh đạo tỉnh nhận định, trên địa bàn tỉnh nguy cơ về COVID-19 là có nhưng hiện còn ở mức thấp. Do đó, các sự kiện văn hóa thể thao đang và sắp diễn ra trên địa bàn tỉnh vẫn được tiếp tục cho đến khi Ủy ban Nhân dân tỉnh có thông báo mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tuấn giao Sở Y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn tiến của dịch COVID-19, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh các biện pháp phòng chống COVID-19 phù hợp theo từng giai đoạn.